Linh chào đón quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục kết nối hai cặp đôi. Chúng ta xem thế nào nha. Mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Em ở Sài Gòn thì ở chung với một đứa em trai. Buổi tối hai anh em thi nhau xì hơi. Trời đất ơi. Anh có bệnh dị ứng người không anh? Bệnh gì em? Mời bạn nam. Rồi. Mời bạn nữ. Rồi đi bạn. Dạ. Rồi, ngồi em gái. Chúng ta hãy nói lớn lên, trao đổi với nhau để cảm nhận đầu tiên là tiếng nói của nhau nha. Em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Nguyễn Linh, cùng quý vị khán giả và bạn nam bên rạp bên kia. Em tên là Nguyễn Hoàng Anh, năm nay là em 28 tuổi. Em sinh sống và làm việc tại Vĩnh Long, hiện tại em là nhân viên văn phòng. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường, chào các bạn khán giả, chào bạn gái bên kia. Em tên là Trương Tuấn Long, năm nay em 30 tuổi. Nghề nghiệp của em hiện tại là em làm nhân viên kinh doanh bất động sản. Hiện tại thì em sống ở Sài Gòn và em làm ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Thì dự định tương lai là em sẽ về Đồng Tháp, quê hương của em để làm việc. Đồng Tháp thì cách Vĩnh Long có hai mấy cây thôi. Dạ, ở sát bên luôn chị. Sát bên đúng rồi, nhưng mà có điều bây giờ đang hẹn hò nè. Đầu tháng sau là em về Đồng Tháp luôn rồi. Ủa? Đầu tháng sau là chỉ về công tác Đồng Tháp luôn á hả? Dạ đúng rồi, em về chơi gần nhà em chứ gần gia đình đó chị. Rồi vậy thì quá dễ rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng với nhanh nhẹn và biết chăm sóc gia đình, chăm sóc thú cưng. Hả? Dạ. Em nuôi thú cưng gì? Dạ em nuôi mèo với nuôi chó. Nhiều không? Dạ 4 con mèo với 1 con chó. 4 con mèo? Dạ. Trời ơi, dữ vậy. Rồi. Còn điểm yếu của em thì em đôi khi hơi nóng vội với hay quên. Rồi. Vậy thì ưu điểm, khuyết điểm của em trai là gì nè? Em chơi thể thao cũng khá, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông. Đặc biệt là em chơi cầu lông giỏi lắm chị. Vậy hả? Em cũng hát cũng được. Còn khuyết điểm thì chắc nói ra nó cũng vui vui đó. Em ở Sài Gòn thì ở chung với một đứa em trai. Thì buổi tối hai anh em thi nhau xì hơi. Trời đất ơi. Gì vậy? Cái tự nhiên mà chị. Sao? Dạ. Rồi ai thắng? Chắc là em to con hơn, cái tiếng chắc của em lớn hơn quá. Sao đâu, cái đó là cái trời cho. Nếu ai không làm thì ốm o gầy mò. Thôi bỏ qua đi. Em trai em có mấy mối tình rồi? Chắc là hai. Mới đây thì là chia tay thì khoảng 1.5 năm. Quen từ 6 đến 7 tháng vậy đó. Lý do tại sao chia tay? Bạn đó nhỏ tuổi hơn em tới 8 tuổi. Trẻ con quá đó anh. Hai người không hợp nhau thì chia tay. Rồi, bạn gái thì mấy mối tình em? Em có một mối tình chính thức cách đây cũng 5 năm rồi. Thì sau đó thì cũng bạn bè với người thân cũng giới thiệu em cũng quen thêm một người. Nhưng mà quen được thời gian ngắn thì không được tuổi. Kỵ là kỵ tuổi nào? Tí ngọ mèo dậu quá chị. Em tuổi ngọ nhưng là tuổi tí. Em tuổi gì, con gì em? Dạ em tuổi Thìn tinh Long. Vậy được rồi. Nghĩa là không kỵ mà cũng không hợp. Dạ cỡ 50-50 á chị. Mà nhà chịu không chứ để mà công ta dạ, quen rồi. Có thể chịu tại vì 50-50 là được rồi, đó chị. Rồi vậy được. Rồi bây giờ muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn tìm một bạn trai là không có bị nói. Nhưng mà như anh Quyền Linh thì được. Còn em anh giống nhau á. Với lại là không bị hô, không bị mớm, biết quan tâm chăm sóc cho em, với lại không hút thuốc. Không hô, không mớm, không hói. Xét về mặt hói. Thì hơi hói. Giống anh Linh đó chị Tường ơi. Để chút tôi coi gọi gì nữa. Xét về mặt mớm thì không có mớm. Xét về mặt hô. Đừng nói thì nguyên cũng không có hô. Dạ được. Xét về mặt mập thì có mập. Em thấy ổn không em gái? Dạ anh Linh coi giùm em là không biết anh coi cái anh gì Minh. Bây giờ nè em nói em không thích hói mà anh này anh bị hói rồi sao? Nhưng mà cỡ anh Linh là được. Cỡ anh hơn anh rồi sao?
hơi trùng bước tí. Hơi trùng bước ha. Hối thông minh mà sao tôi tức dễ sợ. Phụ nữ hối tôi nghe chữ hối là khó chịu rồi. Suy nghĩ kỹ đi. Dạ kìa, để coi xem mặt như thế nào đó anh ơi. Anh này hơi hối dạ. Chút mà anh năng động, đẹp trai á. Dạ. Nhìn chắc chắn lắm nha. Dạ. Anh rồi. Có hút thuốc không anh? Hút thuốc không? Dạ không, em không có. Dạ. Nhậu được không em? Dạ được. Em biết nhậu không? Cũng được anh. Cũng được ha. Chịu dạ. Anh ơi. Chịu không? Chịu. Rồi được á. Vậy bên kia đưa ra cái mẫu người lý tưởng như thế nào? Cao 1m55 trở lên là được rồi chị. Da dạ. Trắng. Tóc thì ngắn dài thì cũng được. Thon thon xíu đi. Tại vì em cũng có cái kilo á. Em tròn tròn. Mẫm mỉm ha em. Nó cũng gần tới đó rồi đó anh. Chưa, vậy là được rồi, chuẩn rồi. Hơi hỏi hỏi thôi ha. Hỏi hỏi mà hỏi này hỏi màu đen, hỏi có quéo quéo dạ, nữa ha. Cái này di truyền á chị. À, không có sao cả. Khi nào đám cưới? Nếu mà hợp thì 1-2 tháng hay là cuối năm làm được liền rồi chị. Em cũng gấp lắm rồi. Mắc gì gấp? Chị thích có con. Thích trai hay con gái? Trai gái đều được nhưng mà chắc phải đẻ nhiều nhiều cho vui. Anh có bệnh, anh có bệnh. Không dạ. Dị người không anh? Bệnh gì em? À, em có bệnh dị dạ, người. Tại vì em nghe nói là muốn có con liền á, tại vì thường. À vậy hả? không bệnh là chắc chắn không có. Trời ơi, câu này có sâu sắc dữ vậy. Hỏi cái hết hồn à. Tôi cũng hết hồn nữa. Có dạ. Làm dâu không nè? Thực ra thì em chỉ còn sống với dì ruột thôi, mẹ thì mất rồi. Dì em dễ lắm. Cho nên cũng không có làm dâu gì nhiều đâu. Rồi, Vĩnh Long đi qua Đồng Tháp với ẹt chứ gì. Bây giờ mình gặp người thân đi coi nha. Em gái đi với ai? Dạ em đi với em trai với đứa cháu gái. Dạ chào chú Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Rồi chào em. Chào quý khán giả, em tên Long. Em là em trai cô cậu của chị Hoàng Anh. Chị Hoàng Anh á thì ở nhà nói chung là thích nuôi mèo lắm. Nhưng cái gì cũng tốt, chỉ có điều là có tính trẻ con cho nên cần một cái bờ vai rộng để mà dựa vào. Thì em cũng cảm thấy anh là bờ vai cũng khá là rộng á. Hy vọng cho hai người cho nhau một cái cơ hội tìm hiểu nhau. Em cảm ơn. Rồi, cảm ơn em trai. Em đi với ai? Dạ, em đi với dì ruột của em và hai người em họ. Chào dạ. Dì. Chào dì. Chào hai MC. Vui không dì? Dạ vui. Dì thấy sao cháu dâu bên kia được không? Em chào dì. Cháu thì cũng dễ thương đó. Nhưng mà tùy theo con chọn thì cưới được chỗ nào thì dì chịu chỗ đó. Mà sao thì dì vui vụ gì mà dì cười dữ vậy dì? Thấy vui. Thấy vui hả? Thấy cháu quá. Mình lên đây là thấy vui ha? Vui. Rồi, kiến gì em gái? Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Nói về anh em á, thì nói chung là đi ra ngoài thì rất là được nhiều người bạn bè rồi đồng nghiệp quý mến. Dạ. Bạn thì nhiều nhưng mà bạn chung giường thì chưa có. Chị bên này á, thì em thấy là cũng hiền. Thì coi như là đến đây thì em cũng hy vọng là anh chị có thể cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn em gái. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt. Bắt đầu. Đó, bắt đầu đi. Anh có món quà tặng em. Cái này không? Dạ, em tặng anh. Dạ, cảm ơn anh. Sau khi mình mở màn ra rồi á, đúng bao nhiêu phần trăm là cái suy nghĩ ở trong đầu của em lúc nãy? Theo em nghĩ anh là một người vui tính, rất là tự tin, hài hước nữa. Em cũng thích một mẫu người hài hước vậy. Dù hói thì, ổn em. Cái vụ hói thì không, cái này không có hói. Ổn mà, thấy được mà. Hơi cao một xíu. Tôi dán lên coi hói không nè. Chán cao. Thấy rồi, thấy ta đẹp trai cái không hói đúng không? Hỏi dán là con nó hói dữ lắm chứ bộ. Dán là con nó hói dữ lắm chứ bộ. Có điều em ấn tượng cái béo béo vậy. Dạ, anh ấn tượng gì về em? Thấy em cũng dễ thương. Dạ, à. Em cũng hơi mỏng mỉm. Không, thực ra vậy cũng được rồi. Vừa chứ không, em không rồi. Dạ. Ví dụ như nếu mà có tí xa hơn nữa thì hai đứa cùng đi tập gym chẳng hạn. Dạ. Có thể tiến xa thì bao lâu mình có thể tiến xa hơn? Gia đình em cũng đang hối em dữ lắm. À. Cho nên là nếu mà tim em đập loạn nhịp hoặc là xét đánh đùng đùng gì đó thì chắc là bao giờ cũng được. Bây giờ có xẹt miếng nào, đánh đùng đùng miếng nào chưa? Dạ, chắc hơi... tăng tăng một chút xíu vậy. Tăng tăng hả? Anh làm sao anh kích miếng điện nữa cho cổ tăng luôn coi. Vậy em xin hát một bài tặng cho bạn nữ ha. Bài. Dạ. Đi qua bao nhiêu khó khăn, đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm. Đôi lúc anh mệt mỏi,
chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc. Mỗi sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên, dù mai mưa nắng. Mưa nắng là quên rồi, Loan ơi, Loan ơi. Em rồi. Cũng muốn gửi một bài hát đến anh, nhưng mà em hát một khúc có khi em cũng hơi quên lời. Dạ, không sao em. Dạ. Con đường xưa anh đi, vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dân tái tê. Anh làm thơ vu quy, khách qua đường lắng nghe, chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trăng vu quy, vì mưa gió không về, chiến trường anh bước đi. Có nàng hoen đôi mi, khóc theo đường vắng hoe, hỏi còn ai cô chi. Dạ, em xin nhận. Em hát hay. Rồi. Ta hẹn hò thế nào đó, mình tính trước đi. Em chỉ còn ở chung với mẹ em á. Nếu mà sau này mình có thể tiến xa, tiến đến hôn nhân á, thì anh có ngại như mà em đi giữa hai gia đình để lo chu toàn hết hai gia đình không? Cái chuyện đó không ngại đâu em. Dạ. Anh thì cũng sống với dì, anh thì đi qua đi lại thì gần thì nó dễ lắm. Anh có thích nuôi mèo không? Nuôi thì rất là thích, Sài Gòn á, anh không có nuôi. Dạ. Nhưng mà ở nhà thì vẫn muốn nuôi để đi về, chẳng hạn đi làm về có con vật này kia cũng vui. Vậy là anh không có ngại ha? Không, không ngại. Dạ, trời ơi, đừng có xúi con nuôi mèo. Đi làm về, mong gặp con người đi, không mong mong gặp con vật. Anh có hay ghen không? À, ghen thật ra ai cũng có ghen hết á, nhưng mà ít hay nhiều và nó là ở chừng mực nào. Đôi khi em đi công tác xa, về hơi trễ vậy đó, chưa có lo cơm nước cho anh nhiều thì anh có cảm cái đó thì mình phải nói trước. Dạ. Không, ví dụ như ở cái công việc của anh về sớm được anh vẫn nấu được, nhưng mà phải báo trước nha. Dạ. Rồi. Dạ. Bây giờ chúng ta hãy nhìn thẳng vào mắt nhau. 15 giây các bạn cảm nhận về nhau và nói những cái gì mà chúng ta đang suy nghĩ trong lòng. 15 giây bắt đầu. Thì mình đến đây là cũng cái duyên rồi. Dạ. Thì anh mong mình cũng cho nhau một cơ hội. Dạ. Để mình tìm hiểu, nếu mà không được thì vẫn làm bạn cũng không sao. Dạ đúng. Em cũng mong thì chúng ta sẽ có những cái cho nhau cái cơ hội. Thì để mình tìm hiểu. Thì nếu được may mắn thì mình sẽ tiến xa hơn. Không thì mình được biết thêm một người bạn. Rồi, hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đây hai bạn. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ nha và đưa ra quyết định của mình. Bấm nút là để hẹn hò, để tìm một nửa yêu thương, để có thể tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Còn nếu chúng ta không cảm thấy đối phương phù hợp thì chúng ta không bấm nha. Không bấm vì bất cứ một lý do gì. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúc mừng. Nào. Tay đi, hai người đứng sát nào. Dạ, xứng đôi ha. Rồi, xin phép hai bên hôm nay chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau đi bạn trai. Cho anh hẹn hò với ba gì. Dạ. Là hôm nay tụi con bắt đầu hôm hẹn hò với nhau gì đi. Xin phép gì hôm nay tụi con được hẹn hò. Dạ. Vì vui lắm, vì cười thôi. Dạ, anh không biết. Được không? Dạ được. Em thấy anh rung rồi đó. Rất dễ thương. Dạ. Rồi, chúc chúng ta sẽ cùng dạ. đi chung một con đường quốc lộ 1 về miền Tây nha. Dạ. Chúc các bạn sẽ sớm báo tin vui chúng tôi nha. Dạ, dạ. Em cảm ơn Linh, cảm ơn chị Tường ạ. Rồi. Việc nhà anh có thể làm được không? Anh cũng làm được sơ sơ. Nấu ăn anh nấu được không? Cũng biết được chút ít nấu ăn được em ơi. Có con rồi anh có thể chăm sóc con được không? Bây giờ anh chưa biết nhưng mà sau này chắc học sẽ biết được. Thôi vậy em giao anh hết luôn đi, anh lo được hết luôn á. Đó là thành công đầu tiên của cặp đôi thứ nhất thưa quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Mời bạn nữ.
Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả và bạn tham gia chương trình nè. Dạ, em tên là Đinh Thị Hoàng Yến. Năm nay em 27 tuổi, em là giáo viên trường mầm non ạ. Của em ở Bình Dương ạ. Bình Dương, rồi dạ. Giờ mình đang dạy ở đâu? Dạ, em dạy ở Bình Dương luôn ạ. Rồi, mời bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Mình tên là Lưu Hoàng Mẫn, năm nay 37 tuổi. Mình quê ở Bến Tre. Hiện tại đang làm việc ở Thuận An, Bình Dương. Công việc của mình hiện tại là nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm trong công ty chế biến thực phẩm ăn liền. Rồi, hai bạn cùng ở Bình Dương thuận tiện rồi ha. Dạ. Bây giờ thì em nói một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm của Mẫn nào. Dạ, ưu điểm là hiền lành và trung thực, vui vẻ, hòa đồng. Khuyết điểm là hơi nhát, hơi ngại giao tiếp. Thỉnh thoảng là hơi suy nghĩ vu vơ. Suy nghĩ vu vơ. Suy nghĩ vu vơ là suy nghĩ chuyện gì em? Dạ, thí dụ như mình đi ra đường hoặc mình đâu mình thấy có những cái gì mà nó không phù hợp hoặc là nó bất công đó. Thì mình muốn có ai đó là phải xử lý giùm. Em gái, ưu điểm, khuyết điểm của mình. Em sống là trách nhiệm. Khuyết điểm của em là em thiêu thùa may giá. Em ít lắm, em không biết ạ. Tình trường thì mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua được 4 mối tình và vài mối tình lẻ. Rồi cái mối tình gần đây nhất chia tay bao lâu rồi? Dạ, mối tình gần đây nhất là em chia tay tới bây giờ là được 5 tháng rồi. Mới 5 tháng quên lẻ vậy em? Dạ. Mối tình đó quen, quen nhau bao nhiêu năm mà? Dạ, chia tay 5 tháng? Quen nhau được 3 tháng ạ. Trời ơi, 4 mối tình mà có một số mối tình đơn lẻ chắc cả khoảng chục ha. Dạ. Vậy là có kinh nghiệm em trong yêu yêu rồi đúng không em? Dạ. Rồi mời bạn trai. Dạ, em có 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất là chia tay cũng được 3 năm rồi. Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, mẫu người của em muốn tìm đó là người và của gia đình. Việc gì của phụ nữ làm được là người đàn ông làm được. Dạ. Hỏi anh bên kia, em hỏi ảnh coi anh có bị dạ, rượu thuốc lá. Dạ, anh có rượu thuốc lá gì không anh? Không em ơi, anh thì không có hút thuốc. Rượu thì bia thì uống ít chừng mực thôi chứ không có quá. Vậy việc nhà anh có thể làm được không? Anh cũng làm được sơ sơ, nói chung là cơ bản là làm được. Nấu ăn anh nấu được không? Cũng biết được chút ít nấu ăn được em ơi. Có con rồi, anh có thể chăm sóc con được không? Bây giờ anh chưa biết nhưng mà sau này chắc học sẽ biết được. Thôi vậy em giao anh hết luôn đi, anh lo được hết luôn á. Tức là người đàn ông phải làm bất kỳ điều gì của người phụ nữ làm được đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Chỉ có đẻ là không được thôi. Dạ đúng rồi. Rồi bạn trai thì mình tìm mẫu người bạn gái như thế nào em? Em tìm mẫu người bạn gái là cũng hòa đồng, vui vẻ và sống chung thủy, xinh, dễ thương là được. Dạ. Siêu mỏng được không anh? Đừng ốm quá, cân đói là được. Đừng cân đói được. Vậy siêu dày được không? Em không thích cái điều gì ở người phụ nữ? Ngủ nướng nhiều hay là ăn quà giặt quá? Ngủ nướng nhiều kệ người ta, nhiều khi người ta mệt, ta ngủ nướng kệ người ta. Ta thích ta ăn quà giặt thì cũng kệ người ta, có gì đâu không thích. Ngủ ít thôi anh, tức là ăn quà giặt mà ăn từ cơm luôn á. Tức mà ăn ít thì không sao. Dạ. Hai cái không thích lạ quá. Cái này phụ nữ hay dính lắm đó nha. Ăn giặt ngủ nướng. Thôi được rồi, anh coi coi đàn gái sao. Dạ chào. Ồ, anh chào em gái. Dạ. Em có ngủ nướng không? Dạ không ạ. Có ăn vặt không? Dạ cũng có thỉnh thoảng ạ. Anh bên đây anh cần chăm sóc cho nó mập mạp chút xíu. Anh cũng hơi ốm. Dạ. Bên đây chăm sóc trẻ mà. Anh thích người ốm không? Nếu mập rồi ốm không sao hết à. Không thích nhất người đàn ông là gì? Dạ là gia trưởng ạ. Anh này có gia trưởng. Anh không có gia trưởng em ơi. Không nổi đâu, anh cũng hiền hậu lắm. Dạ. Hả? Anh có tính đàn bà không anh? Tính đàn bà không? Không không, anh bình thường. Tính đàn bà đàn ông là tính toán được chi ly. Anh không có càm ràm, anh rộng rãi phóng khoáng à. Có tính đàn bà không? Dạ không. Có đàn bà không? Dạ không. Anh thấy được rồi đó. Nhưng mà bây giờ em làm dâu được không cơ? Dạ được, anh sẽ cố gắng à. Sẽ cố gắng đúng không? Dạ. Rồi. Dạ, dạ chào anh. Thường dạ. Thường ta nói ốm yếu, anh ốm anh có yếu không? Dạ không, em không yếu, ốm mà khỏe. Sao biết không yếu? Em chơi được nhiều môn thể thao. Môn gì anh? Bóng đá, bóng chuyền, bơi lội, cầu lông em chơi được hết à. Đâu anh hít đất thử em 10 cái thôi. Sâu dữ ha. Rồi được rồi anh. Khuyến mãi được luôn. Rồi được rồi. Hơi thở ổn định ha. Dạ. Quê mình ở Bến Tre. Dạ. Mình định là lập nghiệp Bình Dương luôn hay là sau này mình định về quê? Em làm ở Bình Dương, chắc sau này cũng lập nghiệp ở Bình Dương. Lập nghiệp Bình Dương luôn. Và ba mẹ mình còn dưới quê hả? Dạ. Lý do tại sao mà trước giờ anh chưa tìm được người yêu anh có biết không? Có nghiên cứu không? Do một phần chắc mình cũng hơi kén tí. Kén. Em không thích người phụ nữ mà trang điểm quá mức, hơi lè lẹt xíu thôi. Dạ. Bình thường là được. Vậy là tốt quá rồi. Một người đàn ông ốm nhưng không hề yếu nha.
Hôm nay em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ với bác. Chào anh Dương Quyền Linh, chào cô Cát Tường. Dạ. Thấy cháu gái này cũng dễ thương. Dạ. Nếu là nhà giáo thì chắc cũng biết lễ phép hiền hậu. Dạ. Dạ. Cô có yêu cầu gì, có tiêu chuẩn gì về con dâu tương lai không cô? Dâu thì phải biết thương yêu cha mẹ, cha mẹ nào cũng vậy, cũng phải thương yêu. Dạ. Lễ phép kính trọng. Bác có ý kiến gì không bác? Cháu tôi nó hiền lắm. Dạ. Nó hiền nó mới ở tới với lớn mới lấy vợ. Chứ ông Thao nó cũng nhiều cô lắm mà. Dạ, nhiều cảm cô ơn. Muốn lắm mà. Dạ cảm ơn dạ, bác. Cảm ơn bác. Hôm nay em gái đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ em ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Và chào quý khán giả. Em tên là Trần Thị Sương, là mẹ của bé Đinh Thị Hoàng Yến. Dạ, cũng hay xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Dạ có, em rất ngưỡng mộ anh Quyền Linh á. Dạ. Cô nhận xét sao với chàng rể tương lai bên đó? Bạn trai của Yến thì cũng hiền. Dạ. Nói chuyện thì cũng nhỏ nhặn đàng hoàng. Sau này hai đứa nó tìm hiểu ra sao mình chưa biết, nhưng mình cũng rất mong là bạn trai nó, nếu mà sau này hai đứa kết hôn á, thì biết san sẻ việc nhà với vợ, gánh vác cùng vợ trong cuộc sống, đừng phân biệt là chuyện của vợ hoặc của chồng. Dạ, cảm ơn. Dạ. Cô. Thôi, như vậy là các bạn được thuận lợi, hai bên gia đình cũng đã có những chia sẻ rất tốt rồi. Mình sẽ gặp nhau trong vòng vài phút các bạn nha. Mở rào. Mời bạn. Cảm ơn quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Anh thấy em sao? Anh thấy em cũng dễ thương. Dạ cảm ơn anh. Anh thấy em có siêu mỏng quá không? Không, anh thấy em cũng vừa. Dạ, dạ. Hai người về tẩm bổ cho nhau là vừa rồi. Dạ. Nấu món ngon cho nhau ăn mập mấy hồi. Dạ. Ví dụ như những lúc mà em mệt mỏi quá, em không thể nào làm được, anh có thể làm giúp em tất cả mọi thứ trong gia đình được không? Được, em có nói là ok anh. Kể cả giặt đồ hả? Thì giặt đồ anh cũng biết giặt mà. Hoặc là mình có máy giặt mình giặt vô. Bây giờ giặt tay không được à? Thì được thôi, mà giờ điều kiện nó cũng phát triển rồi, mình có thể giặt bằng máy cũng được. Em nghĩ là giặt tay sẽ tốt hơn đó chứ. Thì sao cũng được. Thì anh muốn mình sẽ được gặp nhau trong một tuần mấy ngày? Nếu mà em rảnh được một tuần là hết luôn không? Anh hiện từng gắt rảnh được khoảng 2 ngày. Em làm các buổi tối và ngày Chủ Nhật. Anh cũng thường rảnh buổi tối nhiều hơn. Bạn trai có gì hỏi bạn gái đi, để bạn gái ngồi hoài vậy. Em thấy anh có vẻ hơi nhát đúng không? Nhát. Em có thích chơi thể thao không? Em thể thao là cũng thích. Đừng có hỏi em thích đá banh luôn nha. Hai bạn giao lưu văn nghệ đi. Cô giáo chắc là hát hay nè. Mình hỏi ảnh thử coi, ảnh rủ mình chơi thể thao, mình rủ anh văn nghệ đi. Vậy anh có biết hát bài gì không? Em hát, anh hát tặng em một bài hát đi. Người yêu ơi, bao đêm anh thầm mơ bóng em đến, cùng với những tiếng hát thiết tha âm nồng. Và đêm nay trên cao bao vì sao sáng đang chờ, anh thầm mong bóng em dừng chân. Người yêu ơi, trên cao bao vì sao sáng đang chờ. Bài giai điệu lạ đó, em lộn rồi. Dạ, đến với chương trình này em xin đọc bài thơ do chính em sáng tác và em sẽ ra đọc. Dạ, bài thơ của em có tựa là Đợi Người Mùa Thu. Đợi gì mùa thu em? Dạ, Đợi Người Mùa Thu. Dạ, hiện đại là bây giờ là mùa thu. Mùa thu đất trời rực rỡ, một đó mây hồng chớm nở, vườn yêu hương sắc chờ ai tới, khách lạ đi qua xin ghé vào, trời hồng riêng đôi ta, dưới lá vàng rơi có chiếc hôn nồng. Mùa thu này có anh nha. Em thấy trái tim mình có rung động chút xíu nào chưa? Rung mạnh quá trời. Rung mạnh hả? Thấy cô gái trước có thích không? Dạ. Thích không? Dạ có thích. Giống đúng ý em không? Cũng giống được 80-90% mà. 80-90% tốt rồi. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Để tay vào nút bấm đi bạn trai. Đây đây đây. Một lần nữa chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra thật sự trái tim mình đã rung động chưa. Chúng tôi không có quyền quyết định gì cả. Quyền quyết định bấm hay không bấm là do các bạn. Bấm là chúng ta trao duyên cho người đối diện. Chúng ta đang đối diện với bạn bè, ông bà, cha mẹ và hàng triệu khán giả xem. Chúng ta không thể dối con tim mình được nha các bạn nha. Quyết định trong 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng cho hai em. Được rồi đó. Nào, nắm tay đi. Nắm tay nhau nào. Nắm tay thấy sao? Ấm mát. Ấm mát hả?
Rồi một nụ hôn nhẹ nhàng kỷ niệm ngày hôm nay. Đó, bác đồng ý rồi đó. Như vậy là hôm nay là ngày tốt rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên các bạn hẹn hò với nhau. Hy vọng tất cả mọi thứ nó sẽ phát triển tốt và nhanh đem đến một cái thông tin mới chúng tôi nha. Chúc hai bạn sớm tìm hiểu với nhau. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại.